Nạn nhân trong vụ cháy nhà trên phố Tôn Đức Thắng không còn nguyên vẹn. Vụ cháy ngôi nhà số 311 trên Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội đã khiến 4 người không qua khỏi, trong đó một phụ nữ đang mang thai. Vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng bán đồ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội, vào rạng sáng hôm nay 4/4, đã lấy đi tính mạng của gia đình 4 thành viên, khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót vì sự mất mát quá lớn. Vụ cháy bùng lên khoảng 0h30, mọi người xung quanh đã lập tức gọi lực lượng cứu hỏa. Được biết ngôi nhà là loa y nha hình ONG, cao 3 ta NG, có ma y lo tờ to nở han nở sa tờ và ngôi nhà chỉ có mò tờ lo y ra va ho duy nha tờ là cu A9, khiến công tác chữa cháy, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải tiến hành phá cửa, sử dụng các lăng chữa cháy công suất cao tiến vào trong để dập lửa và kết hợp tìm kiếm người bị nạn. Theo các lực lượng cứu hộ, cầu thang của căn nhà bằng sắt, các điểm nghỉ bằng gỗ đã cháy hết nên đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và đưa nạn nhân ra được bên ngoài. Lực lượng cứu hộ phỏng đoán rằng gia đình 4 người khi gặp cháy đã chạy lên tầng tung, nhưng do hít nhiều khí độc nên đã bị ngạt. Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi vụ cháy. Ảnh, tuổi trẻ. Khi lực lượng cứu hộ lên được tầng tung thì phát hiện ông T và con rể là anh DHV đã không còn nguyên vẹn, đã bị lửa thiêu cháy gần hết. Phải đến 5 giờ 30 phút lực lượng chức năng mới có thể đưa hai người ra ngoài. Trả lời công an nhân dân, Trung tá Thành chia sẻ, chúng tôi phát hiện các họ đều nằm ở khu vực tầng tung nhưng do cầu thang có phần gỗ đã bị cháy hết, không có đường đi nên việc đưa nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Mẹ của nạn nhân vô cùng đau đớn khi mất người thân. Nhưng đau xót và ám ảnh với lực lượng cứu hộ đó là khi tìm thấy hai mẹ con của gia đình. Họ được tìm thấy nằm giữa khe hở của các giá hàng và bị số bỉm khi cháy đổ đè lên. Chính vì vậy các lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra hai mẹ con. Đại úy Dương Minh Hoàng, Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy CNKH Công an quận Đống Đa xúc động chia sẻ với báo chí, lúc chúng tôi tìm thấy, hai mẹ con nằm ôm nhau, mặt cháu bé út vào ngực mẹ, cảnh tượng rất thương tâm và ám ảnh vô cùng. Nhiều người dân theo dõi vụ việc tại hiện trường. Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình đều không qua khỏi, gồm ông NTT, SN1940, chị NAH, SN1981, THV, SN1983, chồng chị H và cháu DHTM, SN2011, con gái anh V và chị H. Theo điều tra ban đầu, công an vẫn tiếp tục điều tra sự việc. Vụ việc xảy ra ngay trên con phố lớn đông dân cư ở Hà Nội khiến nhiều... Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.